xin chào anh em, lại là mình đây. Mình là Minh Khang đến từ Co 68. Thì vẫn như mọi lần thôi, thì mình sẽ xuất hiện trong video tầm khoảng giữa tuần này để có thể mang đến cho anh em những cái cập nhật tình hình diễn biến mới nhất đang xảy ra trên thị trường. Về thị trường của chúng ta trong những ngày qua nó đã có gì và nó chuyển biến ra sao ha. Vậy thì mình sẽ không dài dòng nữa và mình sẽ tiến ngay vào nội dung của video cùng với anh em thôi. Có lẽ rằng là trong khoảng từ đầu tuần, đúng không? Từ đầu tuần kéo đến thời điểm hiện tại tới nay nè, thì mình nghĩ rằng là không chỉ riêng cá nhân mình đâu mà hầu hết đa số cộng đồng anh em nhà đầu tư cũng đang rất là vui và khiến anh em chúng mình thì không thể nào ngồi yên và luôn luôn lo lắng, đúng không? Nhưng mà trong cái khoảng từ đầu tuần trở lại nay á, thì Bitcoin đã tăng trưởng rất là mạnh mẽ trở lại rồi và đem lại một cái tín hiệu rất là lạc quan cho thị trường. Vậy thì á, những cái nguyên nhân nào cũng giống như là những cái tác động nào đã có thể thúc đẩy giá của Bitcoin tăng trưởng và phục hồi trở lại sau cái cú sốc Trung Quốc vừa rồi? Thì đầu tiên mình nghĩ rằng là cái thông tin này anh em, đa phần anh em cũng biết rồi. Thì vào khoảng tuần trước đó thì chủ tịch Fed là Jerome Powell đó, thì ông có nói rằng là sao? Ông nói rằng là Fed sẽ không có ý định cấm Bitcoin và tiền mã hóa, đúng không? Thì trong ngày hôm nay luôn anh em, đó, trong ngày hôm nay ngày 6 tháng 10 thì chúng ta lại có một cái thông tin mới nữa là chủ tịch của SEC là ông Gary Gensler đó, thì ông nói rằng là SEC cũng không có ý định cấm crypto, cấm tiền mã hóa, cấm Bitcoin, và cái quyết định này á, cấm hay không thì tùy thuộc vào quốc hội đưa ra. Đó, vì cái lý do ông đưa ra cho rằng á là SEC không có quyền hạn trong cái vấn đề này. Đó, và nó nằm ngoài thẩm quyền của ông. Nó nằm ngoài thẩm quyền của Gary Gensler. Đó. Thì cái điều này á, mình nghĩ rằng là cái động thái, cái lời tuyên bố này của Gary Gensler cũng giống như là một cái tiếng nói đại diện của phía SEC đó, một cái cơ quan quản lý cao nhất về những vấn đề về chứng khoán đó, về tài chính của bên Hoa Kỳ đó. Thì á, cái điều này nó làm xoa dịu những cái động thái trước đây mà Gary Gensler đã đưa ra đó. Nó trùng hợp với cái đợt mà sụp đổ của toàn bộ thị trường trước ảnh hưởng của Trung Quốc nữa anh em. Thì anh em có nhớ không, vào cái đợt đó thì Gary Gensler rất là nặng tay và rất là nghiêm ngặt trong vấn đề quản lý crypto, đưa ra những cái tuyên bố, đưa ra những cái biện pháp để có thể tấn công vào cái thị trường crypto này. Như là ông tuyên bố là tất cả những cái gì thuộc thị trường tiền mã hóa là SEC phải cần làm sạch nó. Đúng. Và ông đã tấn công vào gì? Ông đã tấn công vào DeFi khi mà ông mở một cái cuộc điều tra đối với Uniswap, một cái sàn giao dịch DeFi dường như là lớn nhất vào thời điểm hiện tại đó. Và ông cũng đã phớt lờ đi những cái lời ngỏ ý bắt tay của sàn giao dịch Coinbase đó, của CEO của Coinbase đó, là ông Brian Armstrong đó, thì để tung ra một cái sản phẩm lending, một cái sản phẩm cho vay mới của sàn giao dịch, thì SEC cũng phớt lờ đi và thậm chí còn dọa kiện nữa đó. Và không những vậy đâu, ở tại hội nghị Manet được diễn ra ở Mỹ đó anh em, thì trong cái hội nghị đó thì đã có rất nhiều các nhà diễn thuyết đến từ nhiều nền tảng khác nhau, như là Polkadot, như là Terra Luna, như là Synthetic đó, thì SEC cũng đột nhiên tới để mà đưa những cái track hầu tòa đến cho những người đó mà không có một cái lý do, không có một cái nguyên căn nào cả đó. Thì vào cái thời điểm đó nó gây ra một cái gọng kìm, một cái thế gọng kìm cho Bitcoin, cũng giống như là tiền thị trường tiền mã hóa nói chung, là về phía gọng kìm đầu một là Hoa Kỳ và gọng kìm đầu hai đó chính là Trung Quốc. Nhưng và những cái động thái hiện tại đó thì chúng ta cũng đã thấy được là cái sự xoa dịu nó đã dần nó nhẹ nhàng hơn rồi, vì bên phía Hoa Kỳ họ cũng đang nới ra. Và điển hình là chúng ta có hai cái sự kiện này đó, là chủ tịch Fed ông tuyên bố không có ý định cấm, và chủ tịch của SEC là Gary Gensler ông cũng nói như vậy, và tất cả tùy thuộc vào quốc hội nha. Và chúng ta có một cái thông tin nữa đó anh em, chính là vào ngày hôm qua đó thì nghị sĩ của Hoa Kỳ đó đã đệ trình một cái dự luật, mà ở đây cái dự luật này được gọi là cái dự luật nới lỏng những cái quy định của dành cho các dự án của tiền mã hóa đó. Thì ở đây á, là ông Mark Henry thì ông đã nói rất là rõ rằng á, là có lẽ rằng là pháp lý tại Hoa Kỳ đang có thể rất là đe dọa đối với crypto. Mà crypto anh em biết là cái thị trường của chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào công nghệ, và công nghệ này là công nghệ blockchain, một công nghệ mới có thể giúp cho nhân loại trên toàn thế giới tiến đến một cái đỉnh cao hơn trong tương lai đó. Thì ông Mark Henry này ông nói rằng là rất có thể pháp lý của chúng ta đang đe dọa cái loại công nghệ này, cũng như là những cái cơ hội phát triển của cái loại công nghệ này tại Hoa Kỳ cũng như là nước ngoài. Vì thế nên là tôi muốn phối hợp cùng chính phủ Hoa Kỳ, mà ở đây á, đặc biệt á, là SEC, để có thể là cung cấp rõ hơn về cái vấn đề pháp lý đối với thị trường tiền mã hóa nói chung.
Đó, thì đây cũng là một cái nguồn thông tin rất là tích cực đến từ phía Hoa Kỳ dành cho thị trường của chúng ta ha. Thì ba cái nguồn thông tin này về phía Hoa Kỳ nới lỏng như vậy, tích cực như vậy, tác động một cách rất là mạnh mẽ đến Bitcoin, thì cũng đã giải thích cho một phần là tại sao cái cú tấn công, cái sự đàn áp của Trung Quốc vừa rồi á, thì Bitcoin đã thích nghi một cách rất là nhanh chóng như vậy và lấy được lại cái sự hồi phục của mình, lấy được lại cái vị thế của mình để có thể tiến thẳng lên vùng 52.000 đô la nha anh em. Đó, thì chúng ta hãy quay trở về một tí đối với cái sự kiện Trung Quốc đi. Vậy thì anh em có nhớ không, ở cái video mà Trung Quốc mình có chia sẻ đến cho anh em, đó là cái quá trình mà Trung Quốc đàn áp, quá trình mà Trung Quốc chiến tranh với Bitcoin từ năm 2013, 2014 đến thời điểm hiện tại đó. Thì ở trong một cái video đó thì mình đã có nói với anh em về cái giả thuyết gọi là cái âm mưu. Đó, cái âm mưu cái âm mưu của chính quyền đối với cái quyền lực tiền tệ tại Trung Quốc. Tại vì họ lo sợ rằng là sao? Họ lo sợ rằng là Bitcoin cũng giống như là những cái đồng coin khác, và mình nói chung ở đây tức là về cái công nghệ tiền tệ đó, thì nó sẽ làm mất đi cái sức ảnh hưởng của tiền tệ tại Trung Quốc, mà ở đây chính là đồng nhân dân tệ đó. Nên Trung Quốc mới thực hiện những cái biện pháp răn đe như vậy đó, để có thể là nhằm đẩy Bitcoin xuống, đẩy cái tầm ảnh hưởng của Bitcoin xuống và nâng lên cái tầm ảnh hưởng của đồng nhân dân tệ, mà chủ yếu ở đây là họ dựa trên là đồng CBDC. Đó, là ở ngoài thì nói rằng là đồng CBDC của chúng tôi là dựa trên những cái công nghệ tiên tiến của blockchain, công nghệ tiên tiến của những cái đồng tiền mã hóa hiện tại, nhưng mà ẩn sâu bên trong thì nó chẳng có gì cả, nó cũng như là một cái biện pháp để mà Trung Quốc có thể chiếm lại cái quyền lực tiền tệ của mình mà thôi. Thì cái điều này á đã được Tổng thống Donald Trump á, thì ông Donald Trump ngày hôm qua đó thì ông có đưa ra một cái lời tuyên bố mà mình nghĩ rằng là đây cũng là rất là dễ hiểu thôi, tại vì là Donald Trump cũng từng là đứng trên cái cương vị là tổng thống của Hoa Kỳ, thì ông nói rằng là tôi không thích Bitcoin. Thì cái điều này anh em cũng đã biết rồi, thì Donald Trump không bao giờ thích Bitcoin cả, và thậm chí ông còn chỉ trích rất là nặng nề về Bitcoin, và đến thời điểm hiện tại thì ông vẫn không thay đổi quan điểm đó nha anh em. Thì ngày hôm qua ông đã tuyên bố lại một lần nữa là tôi không thích Bitcoin, nhưng mà sao, nhưng mà ông tuyên bố rằng là tôi là một fan cứng của đồng USD đó. Nhưng mà cái điểm đặc biệt trong cái cuộc phỏng vấn ngày hôm qua đó anh em, thì khi mà được các phóng viên hỏi rằng là ông nghĩ thế nào về cái tình trạng cái cuộc đàn áp của Trung Quốc vào thời điểm hiện tại được xem là cái cuộc đàn áp nghiêm trọng nhất trong lịch sử, và tại sao Trung Quốc lại làm như vậy đó, thì ông Donald Trump ổng chỉ trả lời một cách rất là chung chung thôi, nhưng mà ở đây cũng đã khẳng định ngầm cho chúng ta hiểu được rằng là cái giả thuyết mà mình chia sẻ đến cho anh em nó có thể là đúng đó. Thì ông Donald Trump ổng nói rằng là tôi nghĩ rằng ông ta ở đây chính là Tập Cận Bình, anh em, chủ tịch của Trung Quốc, thì muốn triển khai cái hệ thống tiền tệ của mình, và cái điều này nó có thể liên quan đến CBDC hoặc là bất kỳ một cái hình thức nào khác. Nhưng tóm gọn lại, mình rút gọn lại cái ý mà mình đúc kết ra được từ cái phát biểu này của Donald Trump, tức là chính quyền Trung Quốc không thích Bitcoin vì sợ cái sức ảnh hưởng của Bitcoin đến cái quyền lực tiền tệ của chính phủ Trung Quốc đó. Thì những cái lập luận, những cái quan điểm này của Donald Trump á, thì chỉ không riêng Donald Trump đâu, mà chúng ta còn có là CEO Tesla là ông Elon Musk, hoặc là Robert Kiyosaki, một tác giả nổi tiếng của cái cuốn sách mà Bố Giàu Bố Nghèo đó anh em. Thì hai người đó, ở những cái video trước đây mình đã có đề cập đến cái vấn đề hai người đó họ đã chia sẻ như thế nào về cái quan điểm của mình trước cái sự đàn áp của Trung Quốc rồi. Thì chúng ta đã có rất nhiều cái nhân vật nổi tiếng trên toàn cầu có tiếng nói, và họ đều có những cái quan điểm chung như vậy. Và thậm chí một số nhà lập pháp của Hoa Kỳ đó anh em, đó như là những nghị sĩ đây, Patrick McHenry đó, cái ông mà hồi nãy là đưa ra cái chính sách nới lỏng của quy định tiền mã hóa đó anh em, thì ông cũng nói rằng là cái đợt mà đàn áp này của Trung Quốc á, thực chất là lại là một cơ hội tốt dành cho Hoa Kỳ. Nó mở ra một cái sự quản lý, nó mở ra một cái cơ hội hoàn hảo dành cho các nhà lập pháp, các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ để có thể hiểu hơn, để có thể thâm nhập một cách nó trực tiếp hơn vào crypto cũng như Bitcoin đó. Vậy thì sao? Vậy thì qua những cái thông tin vừa rồi á, mình đúc kết lại cho anh em rằng là hiện tại cái vấn đề đàn áp của Trung Quốc có lẽ như là nó đã đi qua rồi, và Bitcoin cũng đã thích nghi rồi, nhưng mà nó đã mở ra cho chúng ta một cái cơ hội mới hơn, một cái cơ hội nó tươi sáng hơn, khi mà Hoa Kỳ đã tận dụng dường như là rất là triệt để đó
với cái cơ hội này để có thể là giành lấy lại đó cái sức ảnh hưởng của mình đối với cái thị trường đầy màu mỡ này. Tại vì anh em biết không, cái thị trường crypto của chúng ta, mặc dù chúng ta bây giờ vốn hóa của nó là tầm khoảng trên 2.000 tỷ đô, đúng không? Vậy thì chúng ta, đối với cá nhân chúng ta, khi mà chúng ta nhìn vào chúng ta cảm thấy nó rất là lớn, nhưng mà một cái sự thật rằng nếu mà chúng ta so sánh giữa cái thị trường crypto này đối với những cái thị trường tài chính khác như là chứng khoán, như là bất động sản toàn cầu gì đó, mình gọi chung là thị trường tài chính, thì nó vẫn còn rất là nhỏ. Và cái công nghệ blockchain của chúng ta hiện tại, chúng ta vẫn đang trên một cái tiền đề khởi nguyên đầu tiên để có thể áp dụng ra đời thực đó. Nó chưa có phải là một cái làn sóng áp dụng thực tiễn cực kỳ mạnh mẽ đâu anh em. Vậy thì chúng ta hãy nghĩ xem là trong tương lai, nếu mà Hoa Kỳ phát triển, những quốc gia phát triển mà họ áp dụng những cái công nghệ blockchain, những cái ứng dụng DApp phi tập trung vào đời sống thực tiễn của chúng ta một cách mạnh mẽ, vậy thì thị trường của chúng ta sẽ còn bùng nổ như thế nào nữa, đúng không anh em? Vậy thì chúng ta hãy đến tới một thông tin tiếp theo đi. Thì cũng vào ngày hôm qua đó, thì ngân hàng lớn thứ 5 nước Mỹ, đó chính là US Bank, thì họ cũng đã đưa ra một cái thông tin cực kỳ bất ngờ, đó chính là họ quyết định cung cấp dịch vụ lưu ký tiền mã hóa. Đó, thì không biết là anh em có cùng cái cảm nhận với mình hay không, nhưng mình cảm thấy rằng là các tổ chức lớn hàng đầu của Hoa Kỳ, họ đang có một cái hiệu ứng domino đổ dần anh em. Đó, đây là ngân hàng lớn thứ 5 của Hoa Kỳ, đúng không? Vậy thì chúng ta hãy nhìn lại 2 tháng trước đi. Chúng ta có ngân hàng lớn thứ 2 tại Hoa Kỳ, đó chính là Bank of America. Họ cũng đã cung cấp một dịch vụ tương tự như US Bank. Vậy đây là ngân hàng lớn thứ 5, rồi ngân hàng lớn thứ 2. Vậy thì chúng ta cũng sẽ có nhiều cái tổ chức tài chính khác, như là những gã khổng lồ đầu tư hàng đầu của Hoa Kỳ cũng đã tham gia vào rồi, đúng không? Vậy thì không có lý do gì á mà chúng ta có thể bi quan vào tình hình của Bitcoin vào lúc này cả. Và mình cũng xin nhắc lại rằng là kể từ những cái video đầu tiên của mình gửi đến anh em cho đến video hiện tại, thì trong mỗi video mình đều luôn nhắc lại đi cái quan điểm cá nhân của mình là mình là một người rất bullish cho Bitcoin, và mình hy vọng rằng là trong năm nay Bitcoin sẽ có một cái sức tăng trưởng cực kỳ lớn và cực kỳ bất ngờ dành cho các nhà đầu tư. Và mình nghĩ rằng á, có nhiều anh em hỏi mình rằng là không biết khi nào sẽ downtrend, thì đối với mình không có cái định nghĩa downtrend, và cái định nghĩa downtrend của mình vào thời điểm hiện tại dường như cũng không có luôn. Và nếu mà có downtrend thì mình cho rằng đó chỉ là một cái sự điều chỉnh nhẹ nhàng, nhịp nhàng để có thể retest lại, reset một cái game để cho nó trở nên nó lành mạnh hơn, và nó cũng không kéo dài quá lâu. Đó là cái quan điểm của mình. Và nếu anh em nào cảm thấy như là cái quan điểm của mình nó hơi khập khiễng với anh em, hoặc là thị trường downtrend sẽ kéo dài, thì mình xin lỗi nha. Tại vì là trong video này mình muốn chia sẻ đến cho anh em những thông tin cũng như là những cái quan điểm cá nhân của mình mà thôi, chứ mình không có ý định rằng là tranh cãi hay là phản đối những cái ý kiến, những cái quan điểm cá nhân của anh em đâu. Ok, vậy thì bằng những cái tổ chức đầu tư này, thì đó, hồi nãy mình mới vừa nói là Bank of America đó, ngân hàng lớn thứ 2 tại Hoa Kỳ đó, thì anh em biết là vào khoảng tháng 6, tháng 7 đó, thì Bank of America cũng cung cấp một cái dịch vụ tiền lưu ký tiền mã hóa tương tự với ngân hàng US Bank. Thì trong ngày hôm qua đó, vào cái thời điểm mà US Bank họ nói rằng là bây giờ chúng tôi cũng sẽ cung cấp một cái dịch vụ tương tự luôn, thì Bank of America đó, họ lại đưa ra một cái báo cáo, và khi mình đọc cái báo cáo này á, mình cũng rất là ngạc nhiên. Tại vì sao? Tại vì là Bank of America đó, trước đây á, là họ là một cái dường như là một trong những cái tổ chức ngân hàng tài chính hàng đầu tại Hoa Kỳ mà phản đối rất là kịch liệt Bitcoin. Họ nói rằng là Bitcoin là một cái gì đó không nên tin tưởng, tại vì nó có một cái sự biến động và một cái mức rủi ro rất là cao. Vì vậy là họ không khuyến khích các nhà đầu tư vào Bitcoin, và chính bản thân ngân hàng cũng không thích nữa. Nhưng mà trong cái báo cáo họ đưa ra ngày hôm qua đó, thì họ lại rất là bullish về Bitcoin. Họ rất là lạc quan về Bitcoin, và không chỉ về Bitcoin không đâu, họ còn lạc quan về cả Ethereum, cả thị trường DeFi và cả NFT. Đó, vậy thì cái điều này anh em cũng đủ thấy rằng là cái độ nóng, cái độ bùng nổ của thị trường của chúng ta nó đang ở mức nào, đúng không? Vậy thì chúng ta hãy lật ngược lại một tí vào cái sự kiện Trung Quốc đi. Thì cũng vào ngày hôm qua thì sàn Huobi đó, họ đã nói rằng là họ đã chấp nhận rời bỏ thị trường Trung Quốc sau lệnh cấm, cái lệnh đàn áp mới đây. Vậy thì tại sao cái nguyên nhân này là nó lại cái sự kiện này nó lại quan trọng như vậy? Tại vì á, để mình lật lại một tí cho anh em xem, tức là vào những cái thời điểm trước, Trung Quốc cũng đã có nhiều cái lệnh cấm đối với Bitcoin và tiền mã hóa rồi, đúng không? Nhưng mà riêng sàn Huobi đó, thì họ nói rằng là trong quá khứ, khi mà gặp những cái trường hợp lệnh cấm như vậy, thì sẽ luôn có những cái cuộc thảo luận, sẽ luôn có những cái cuộc đàm phán để mà đưa ra những cái phương hướng thích hợp hơn
đó để có thể giải quyết trong tương lai. Nhưng mà vào cái sự kiện lần này đó thì dường như không có một cái cuộc đàm phán nào cả, cũng giống như là không có một cái cuộc mở lời giữa hai bên nào cả. Vì thế nên là họ bắt buộc phải di chuyển ra nước ngoài. Và anh em biết rằng á, sàn Huobi là một trong những sàn giao dịch dường như là lớn nhất tại thời điểm hiện tại, và cái khối lượng giao dịch cũng giống như là người dùng của sàn Huobi rất là cao đó. Và cái việc mà họ phải di chuyển ra nước ngoài nó cũng tạo nên một cái rào cản, cản trở gián đoạn rất là lớn vào thời điểm hiện tại ha. Đó thì cái điều này nó cũng dĩ nhiên mà thôi. Vì vậy nên anh em có thể thấy được rằng á, là những cái token của Trung Quốc á, trong cái thời gian vừa rồi khi mà chịu cái sự đàn áp của Trung Quốc giảm rất là mạnh. Và hiện tại thì những cái token này nó đã phục hồi rồi, nhưng mà đối với riêng Huobi á, thì dường như là vẫn là cắm đầu mà thôi. Đó thì điều này nó cũng giải thích cho cái việc gọi là Huobi phải bắt buộc di chuyển ra nước ngoài. Đó anh em, thì anh em có thể thấy là Huobi đã bị chia rất là nhiều lần luôn. Thì cái giá cao nhất á của cái đồng Huobi token này đó thì nó đạt vào khoảng là 39,81 đô vào tháng 5 ha. Nhưng vào thời điểm hiện tại thì nó chỉ còn khoảng là 7-8 đô mà thôi. Đó dường như là giảm khoảng hơn 80% nha anh em. Ok, vậy thì chúng ta đã điểm qua một số cái thông tin mà nó dường như là mình cho là nó quan trọng trong vài ngày qua rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy đi đến một số những cái chỉ số thú vị đi mà mình muốn chia sẻ cho anh em. Thì ở đây mình muốn chia sẻ cho anh em một cái biểu đồ của Plan B. Thì cái biểu đồ của Plan B này ông đưa ra vào khoảng là tháng 7 nha anh em. Thì vào cái khoảng thời gian đó thì Plan B ông được biệt danh là cha đẻ của mô hình Stock to Flow. Đó thì ông cũng đã đưa ra một cái mô hình tương tự đối với cái sự chuyển biến giá của Bitcoin vào cái thời điểm đó cũng như là kéo dài tới cuối năm. Đó, thì đây chỉ là một cái mô hình để ông đưa ra dự đoán mà thôi. Nhưng mà cái điều á, mà khiến mình hoàn toàn ấn tượng với cái mô hình này đó, thì hiện tại thì cái mô hình này nó vẫn đi đúng anh em. Đó, nó ghê và nó bí ẩn ở chỗ đó, nó đi đúng hoàn toàn luôn. Đó, thì ông đưa ra là nếu mà cái trường hợp xấu nhất á, thì BTC sẽ giao dịch ở mức giá 47.000 đô vào tháng 8. Thì đúng thật, vào tháng 8 á, BTC giao dịch ở tầm khoảng 47-49.000 đô thật. Và đảo chiều tháng 9 của chúng ta, mức thấp nhất của chúng ta là 41.000 đô đúng không? Thì Plan B đã đưa ra một cái dự đoán rằng là mức thấp nhất của tháng 9 là 43.000 đô. Dường như nó có một cái sự chênh lệch rất rất là nhỏ thôi. Và đến thời điểm hiện tại đó, ông dự đoán rằng đó là vào tháng 10 thì giá của Bitcoin sẽ hơn 63.000 đô. Đó, tiệm cận với cái mức cao nhất trước đây của chúng ta là gần 65.000 đô đúng không? Và vào tháng 11, tháng 12 sẽ có một cái cú bùng nổ thực sự của Bitcoin, và giá cuối cùng của Bitcoin trong năm nay sẽ đạt ở ngưỡng là 135.000 đô. Đó, thì khi mà mình nhìn vào những cái thông tin này á, thì mình cũng cảm thấy là dĩ nhiên là rất là vui rồi đúng không? Nhưng mà mình lại càng vui hơn khi mình nhìn vào những cái chỉ số này và mình cảm thấy như là ô, tháng 7, tháng 8, tháng 9 chúng ta đã đi qua rồi và những dự đoán của Plan B nó hoàn toàn chính xác anh em. Vậy thì đây cũng là một cái dữ kiện mà chúng ta cũng có thể tham khảo để mà chúng ta có thể nhìn nhận một cách nó tích cực hơn về cái bức tranh Bitcoin diễn ra ở thời điểm hiện tại và trong tương lai ha. Tại vì đến bây giờ nó vẫn đúng thì mình hy vọng thôi nha, chứ mình không khẳng định là nó sẽ đúng nha anh em. Mình hy vọng rằng á là cái dữ kiện này, cái mô hình này của Plan B sẽ đúng từ đây đến cuối năm, để tất cả anh em chúng ta có thể cùng nhau vui vẻ, cùng nhau hưởng được một cái mức lợi nhuận nó ổn định trong cái thị trường này. Và sau đó chúng ta ăn Tết, tại vì là chúng ta cũng đã nghỉ dịch một cái khoảng thời gian khá là dài rồi đúng không anh em? Ok, vậy thì mình sẽ tiến tới một cái biểu đồ khác đi. Đó chính là cái biểu đồ mà Bitcoin Money Monthly Return này đó. Thì anh em thấy rồi, để mình thu nhỏ cái này lại ha. Thì anh em có thấy được rằng là vào tháng 10 đó anh em, trong những cái dữ kiện lịch sử đó, thì vào tháng 10 thì Bitcoin của chúng ta thường hay có màu xanh. Đó, vậy thì chúng ta hãy đối chiếu qua những cái tháng trước đây đi, như là tháng 9 nè, tháng 9 thì trong dữ kiện của chúng ta đó thì trong quá khứ thì chúng ta thường hay có màu đỏ, thì đến thời điểm hiện tại vào năm 2021 thì nó vẫn di chuyển theo một cái xu hướng tương tự như bức tranh lịch sử như vậy. Mặc dù là năm 2021 đó chúng ta thấy được rằng là tất cả những cái tháng của Bitcoin nó đều có một cái sự chuyển động, nó không có giống như những cái gì đã chuyển biến trong những năm của lịch sử đúng không? Nhưng mà vào tháng 9 nè, đó nó đã có một cái sự trùng lặp lại đối với những tháng năm trong quá khứ. Và cái bức tranh trong quá khứ nó
cho chúng ta thấy được rằng là 3 tháng cuối năm cũng như là quý 4 năm 2021 thì thường Bitcoin sẽ có một cái cú đột phá cực kỳ mạnh vào trong 3 tháng cuối năm này. Thì đây cũng là một cái dự kiện khác để cho anh em có thể có cái nhìn nó tích cực hơn về cái xu hướng chuyển động của Bitcoin trong thời gian sắp tới. Và mình sẽ đi một chút về dữ liệu on-chain đi. Thì tình hình on-chain hiện tại đó thì nó vẫn đang khá là thiên về cái tình trạng là Bitcoin được rút ra các sàn giao dịch anh em. Nhưng mà cái tình trạng Bitcoin được rút ra cái sàn giao dịch này thì mình đánh giá rằng là nó vẫn không có mạnh. Và tình trạng hiện tại thì nó vẫn đang khá là cân bằng thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vào từ khoảng cuối tháng 9 đến ngày hôm nay đó, thì cái lượng Bitcoin được rút ra rất là nhiều, từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 à. Và cái nguồn dự trữ, số lượng của Bitcoin trên các sàn giao dịch đó thì nó vẫn đang đi ngang, nó chưa có một cái sự gọi là chuyển biến rõ ràng hơn trong cái xu hướng. Và cái điều á mà sẽ càng tích cực hơn nữa, càng đáng mừng hơn nữa chính là cái nguồn dự trữ của Bitcoin nó sẽ có chiều hướng đi xuống, mà nó cắm thẳng xuống đây nè. Đó, vì khi mà cái nguồn dự trữ của Bitcoin trên các sàn giao dịch đi xuống, chứng tỏ là Bitcoin đã được thu mua rất là nhiều và số lượng Bitcoin tồn đọng trên các sàn giao dịch nó không còn nhiều nữa. Và đây cũng là một cái lý do, một cái động lực rất là lớn để có thể tác động đến giá của Bitcoin nha anh em. Vậy thì chúng ta hãy nhìn một chút qua một cái bức tranh DeFi đi. Thì hồi nãy mình có nói, mình có chia sẻ về những cái tác động của Trung Quốc cũng giống như là những cái cơ hội của Hoa Kỳ đó. Vậy thì mình cũng muốn chia sẻ đến cho anh em một cái thông tin đó, tức là khi mà Trung Quốc họ đàn áp như vậy thì những sàn giao dịch tập trung, những người dùng trên các sàn giao dịch tập trung, người dùng Trung Quốc, họ sẽ không còn có một cái cơ hội nào đó để có thể tiếp cận với thị trường này nữa. Nhưng mà đây cũng là một cái cánh cửa mở ra lớn hơn dành cho thị trường DeFi ha. Thì anh em thấy rằng là sau cái đợt đàn áp của Trung Quốc á, thì cái lĩnh vực DeFi nó cũng đã tăng trưởng khá là mạnh nha anh em. Đó, anh em thấy không? Cái vốn hóa của DeFi nè, đó, cái sự kiện Trung Quốc của chúng ta gặp ở đây, nhưng mà nó đã rất là nhanh chóng nó phục hồi lại. Và hiện tại đó, đó, cái vốn hóa của DeFi đó, nó rơi vào tầm khoảng là 156 tỷ đô nha anh em. Đó, thì ở đây nó có những cái đại diện DeFi mà anh em cũng đã thấy rằng là trong những trong 7 ngày qua đó thì nó đã đều tăng trưởng rất là mạnh nè. Chúng ta có Terra tăng trưởng 28.3% và những gương mặt khác cũng tăng trưởng hai con số nè. Nhưng mà có một cái đồng coin mà mình nghĩ rằng là chắc ít nhiều gì anh em cũng đã biết trong thời gian qua, đó chính là DYDX, đúng không? Đó, thì khi mà bắt đầu một cái sự kiện Trung Quốc như vậy đó, thì cái sàn giao dịch DYDX này đã tăng trưởng rất là mạnh, và cái khối lượng giao dịch của cái sàn này thậm chí nó còn vượt qua cả Coinbase cơ. Và hiện tại thì DYDX thì có lẽ là đã đang đi vào cái xu hướng điều chỉnh rồi. Đó. Và một cái thông tin khác nữa mình muốn truyền tải đến cho anh em đó, đó chính là về mảng NFT ha. Thì hiện tại đó thì đã có một cái nền tảng, là một cái nền tảng gọi là OnlyOne. Thì cái nền tảng này á, là một cái nền tảng social platform được build ở trên Solana. Thì cái nền tảng này thì mình đánh giá rằng là đây là cũng là một nền tảng khá là hay để mà dành cho những anh em nào mà mình muốn tìm hiểu về NFT, về những cái nền tảng đang được xây dựng mới nổi ở trên hệ sinh thái Solana đó. Tại vì mình nghĩ rằng là cái hệ sinh thái Solana hiện tại bây giờ nó đang cực kỳ mạnh luôn. Và cái mảng NFT trên hệ sinh thái Solana dường như là một cái mảnh đất màu vô cùng màu mỡ luôn anh em. Tại vì hiện tại thì anh em thấy rằng là về cái thị phần NFT, chúng ta có Ethereum vẫn đang chiếm một cái thị phần rất là lớn, đúng không? Nhưng mà Sol á, thì cái sức tăng trưởng của Sol trong thời gian qua thì nó cũng rất là mạnh rồi. Vì thế nên là cái miếng bánh NFT này Sol không thể nào bỏ qua được. Đó, thì đây cũng là một cái thông tin mình nghĩ rằng là thú vị để anh em nào mình có cái nhu cầu tìm hiểu thì mình hãy vào tìm hiểu cái nền tảng OnlyOne này nha. Đó, thì anh em thấy á rằng là những cái tác phẩm được build ở trên Solana thì nó có những cái giá trị càng ngày càng lớn rồi. Thì đặc biệt là mình muốn giới thiệu cho anh em là cái bộ sưu tập Solana Monkey Business này á, thì nó đã có những cái tác phẩm đặc biệt nè. Ở đây thì mình đã có chú thích luôn cho anh em. Thì cái chú khỉ này đó, chú khỉ tác phẩm 1355 này, nó có trị giá đến khoảng là 2,1 triệu USD. Và chúng ta có hàng loạt những cái tác phẩm khác nó đều có cái giá trị rất là lớn ha. Và cái thông tin cuối cùng mình muốn gửi đến cho anh em đó chính là, anh em thấy không, một chú chó rất là dễ thương. Thì vào ngày hôm qua đó thì tỷ phú Elon Musk ông có tweet một cái bức tranh về chú chó ngồi trên chiếc Tesla này đó. Thì cái điều này nó đã khiến cho cộng đồng mạng một lần nữa dậy sóng về những cái đồng meme coin như là về Dogecoin, về Shiba Inu, về Floki Inu đó.
Thì hiện tại thì về cái bức tranh giá thì anh em cũng đã thấy cái đồng Shiba này đó, trong 24 giờ qua nó tăng tới 80%. Dường như là quá là kinh khủng đối với cái đồng Shiba này. Và người anh cả Dogecoin của chúng ta thì đã có một cái xu hướng cũng tăng đó, nhưng mà dường như là chỉ là tăng nhẹ thôi, chứ không phải là quá là đột biến như trước đây. Vậy thì mình cũng chia sẻ đến cho anh em là nếu anh em nào muốn mình làm một cái video để có thể phân tích cho anh em về một cái bức tranh dường như là nó toàn diện và đem đến cho anh em một cái nhìn khác về những cái đồng meme coin, và đặc biệt ở đây mình muốn nói đến Dogecoin, thì anh em có thể comment ở bên phía dưới để mình có thêm động lực và mình và có lẽ là cuối tuần này mình sẽ sắp xếp một cái buổi, một cái thời gian để có thể làm một cái video về Dogecoin gửi đến cho anh em. Và mình chắc chắn rằng á, là cái video đó sẽ không làm cho anh em thất vọng về cái đồng Dogecoin này đâu, và nó có rất nhiều những thông tin thú vị, những thông tin cực kỳ bí ẩn mà mình nghĩ rằng là anh em sẽ rất là vui khi mà cùng mình khám phá trong cái video đó. Ok, vậy thì cái nguồn thông tin mà trong cái video hôm nay cũng đã khá là dài rồi, nên là mình cũng xin tạm dừng video tại đây. Và nếu anh em nào có một cái luồng thông tin, có một cái dữ kiện thông tin nào đó hay, có một cái dữ kiện thông tin nào đó thú vị mà muốn đem đến cho cộng đồng, để cộng đồng cho chúng ta ngày càng phát triển hơn nữa, thì anh em có thể bình luận ở bên phía dưới. Và đừng ngần ngại subscribe cho kênh của Coin68, vì đó là một cái động lực rất là to lớn để bên phía đội ngũ của mình có thể đưa ra những video thú vị hơn, những video chia sẻ để có thể kết nối cùng anh em nha. Ok, một lần nữa mình xin cảm ơn anh em đã dành thời gian xem video của mình. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em nha. Bye bye.